Everybody, welcome to Help VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Help VKT. Hôm nay chúng ta đến với một con game anime Dragon Ball nha anh em. Nè, mấy ngày nay như cả tuần rồi chứ, phải không ta? Như cũng lâu á, không biết mấy ngày nhưng mà cũng khá là lâu á. Chúng ta không đến với em Dragon Ball hả? Tự nhiên đợt trước có một thời gian mấy con này nó quá trời luôn ha anh em. Chúng ta chỉ cần lên mạng và tìm game là thấy mấy em nó rồi. Nhưng mà khoảng một thời gian gần đây mấy em nó lặn hết luôn. Anh em biết sao không? Theo heo được biết thì có nhiều người cứ lại thích vào mấy những con game như vậy à, những đặc biệt là những phiên bản 30 sao á. Vào cái đầu hack phá à, người ta phi cho cả tỷ rồi mà nhiều ông vẫn vào phá hách thêm rồi gì kích thâu đồ này nọ đó để mà chơi được nhiều hơn đó, game người ta về cái mấy ông hách mấy ông bán lại 50.000 khun hết khun thâu rồi ơi à. Thiệt luôn á, làm vậy thì tội cho những người mà chơi mà cài cuốc chơi lâu dài đó các bạn. Người ta cần một con game để chơi xả stress mà sao chúng ta vào chúng ta phá quá. Trên thị trường có nhiều bản thâu GME mà sao mấy anh không qua đó mà chơi cứ lại hít vào cái server của người ta. Mà cái này cũng không trách được mấy anh em mua thâu ha. Nhiều ông còn hay nữa, tài tình lắm. Cài cái đầu game của người ta mở online vậy nè à, kinh doanh cái đầu mấy ông hách thâu cái đầu để qua cái server của mấy ông á à, để qua web của mấy ông có bán thâu. Anh em vô là mua thôi biết gì đâu. Tội. Hey, ok, đó là một chút thông tin bên lề ha. Về cái tình hình tại sao game càng ngày nó càng ít đi ha. Đó, đó là do một phần một bộ phận những anh em hay hít đi phá server người khác nên là ít game là như vậy nha anh em. Sao mấy anh đó hay quá. Hack được web, hack được game của người ta. Vậy sao mấy anh không hack mấy cái web, mấy cái server của bọn đó? Heo rất cần một cái tài khoản bên đó. Đó. Mà sao mấy anh không hack bên đó? Bên đó một tháng hình như là nó tính ra là cũng 200.000 á. Nếu mà tài khoản thường, tài khoản VIP là tháng cả triệu á. Mấy anh không hack cái tài khoản đó về bán là chạy heo mấy anh. Trời ơi, cần lắm một tài khoản nha. Rồi chạy nhiệm vụ đầu game tí thì chúng ta đến với thông tin server ha. Đây, Goku truyền kỳ, game thẻ bài đồ họa Dragon Ball đánh theo lượt Open Server 12 vào 13 giờ ngày 29 tháng 6 2022. Tạo tài khoản mới để nhập được code tân thủ. Tải game tại link ha. Link nhóm Zalo trang chủ, link nhập code. Đây code tân thủ nè, 1 2 3 4 5 6 7. Nhập code tân thủ sẽ có match VIP 13, 100 triệu kim cương, 2 tỷ A-Sep anh hùng, 2 tỷ Belly, 30.000 rương Belly, 30 tỷ ra. Đó, 1 rương thì được 1 triệu á, thì anh em cứ nhân lên. Thêm cho heo 6 số 0 ở đằng sau nữa. Nhưng mà mát cái túi chứa được thì chúng ta chỉ chứa được 2 tỷ mốt thôi nha anh em. Đó là chừng nào xài hết rồi chúng ta mở tiếp ha. Đó, rồi 20.000 đá thiên thải hơn, 20.000 đá thiên thải cao, 20.000 tiên tri hỷ tinh, 10.000 mạnh tướng, 2.000 vé quay bét, 200.000 đá tăng bậc, 100.000 phù văn tinh hoa, 10.000 vé ham bảo, trang bị và một số nguyên liệu khác ha. Tỷ lệ nạp gốc 10.000 bằng 1.200 xu web. Tham gia event online share nhận quà ở server 12 nè ha. Quà là 10 triệu kim cương nha các bạn. Chuỗi sự kiện mới dành cho tất cả server à, sự kiện chia sẻ bài viết nhận 2 tỷ anh xếp anh hùng. Sự kiện mới ở X12 nâng một tướng 20 sao 30 sao nhận 1 tỷ an xếp anh hùng, vượt ải vô tập 900 tầng 900 nhận 100 cái gì mà 1 tỷ an xếp anh hùng đó.
Map cốt truyện, map 399, nhận 1 tỷ A-Sếp anh hùng. Tham gia fan cứng nhận 10.000 tham bảo lệnh vào thứ bảy hàng tuần. Bài viết được 100 like, 200 like, 300 like, nhận 1 tỷ A-Sếp anh hùng mỗi móc ha. Không giới hạn thời gian. Event đua top lực chiến server top 1 10 triệu kim cương, 10 tỷ belly, 10 tỷ A-Sếp anh hùng, 30.000 tham bảo lệnh, 5 rương trang bị thần tự chọn, 100 rương vật liệu tự chọn ha. Đua top nạp nè, đó, top 1 10 triệu gì? 10 tỷ A-Sếp anh hùng, 10 tỷ belly, 200 giác ngộ hạch, 80 giác ngộ hạch tự chọn ha. Đó, game người ta free vậy nè mà mấy ông còn vào phá chán thiệt chứ. Tội những anh em mà kiếm game mà chơi các bạn. Ồ. Rồi ok, đi nhập code ha. Còn event line xe thì anh em nhắn tin nhạc min nha. Bây giờ Heo sẽ test cái code đồ cho anh em xem. Đấy. Tài khoản đăng nhập, không biết phải tài khoản nào ta. Hãy vô mà quên xem. Hết mừng một. Tính nói rồi. Ok. Rồi ta nhập hết rồi, hãy vô ăn vô xem code sao nha các bạn. Nhớ là game có code hàng ngày nữa rồi phải. Để tí dòng ra coi coi. Nhập hết cái code này coi sao. Chứ thấy là free 30 tỷ hả. Đó là thấy mê rồi. Free vậy mà nhiều ông còn vào. Ráng đi mấy anh ơi. Rồi sau này mấy anh có mở game hay làm gì rồi bị người ta phá rồi biết cái gánh đó. Ngày xưa Heo cũng từng là một người chuyên đi phá người ta. Rồi sau đó thì anh em cũng biết rồi đó, khổ lắm. Thời buổi này nhanh lắm, nhanh lắm. Đây quà nè ha, 1 tỷ. Ok. Rồi cái gì vậy? Đây là đá gì vậy? Tinh linh hạnh vật thạch hả? Ok. Rồi 100 triệu đó, 100 triệu kim cương tha hồ mà chơi hả? Đồ thần nè, trang bị đồ thần nè, khung avatar nè hả. Rồi 30.000 rương bạc nè hả, mỗi rương trị giá 1 triệu nè. Đó, rồi trang bị 4 sao nè. Rồi tiên tri hỷ tinh nè, vàng nè, A-Sếp anh hùng nè. Đó, rồi phá hạn hạch nè. Rồi A-Sếp nè hả. Rồi kim cương rồi nè, đó. Rồi thiên thải tinh văn thạch 1, thạch 2, A-Sếp VIP nè hả. Có đầy đủ cho anh em hết. Ủa? A-Sếp VIP đâu rồi? À, hình như là A-Sếp VIP đó mình phải cắn các bạn. Đó, lên level 103, mát VIP 13 luôn hả. Đó, rương trang bị. Ngoài ra còn có các event trong game như là đua top gì không vậy? Tiêu phí kim cương, tiêu phí này đang bị hận nè, người ta lấy cái đầu tiên đi, đỡ phải kéo. Đó. Rồi tiêu phí tiên tri hỷ tinh. Đó. Rồi tích lũy vòng quay tướng. Đó. Rất là nhiều luôn. Đó. Đầy đủ hết, anh em vô là ngồi là chơi thôi. Đấy, giữ gìn game, mấy con game mà free như vậy thì chúng ta nên giữ gìn và chơi nha anh em. Chứ nhiều ông phá quá, em thâu người ta ra bán rồi này nọ thì lấy gì mà người ta làm. Ok rồi. Đây 10.000 mạnh tướng. Nhiều khi mình nói vậy có nhiều anh em nói hôm mình nhiều chuyện rồi này nọ. Trời ơi, mình làm game mà các bạn mình hiểu cái cảm giác mà bị phá game như vậy. Tức mà ta nói tức ói máu. Tức mà không nói được. Ok rồi, lên VIP rồi cái kiểu đây ăn cái rương này, một rương cho ba rương luôn ha. Đây, ba rương chúng ta có 3 triệu phải không? Đó, thì nếu mà anh em ăn hết cái đống này thì nó chỉ lên được 2 tỷ thôi. Đó, nên là ăn hết. Ăn chừng nào xài hết thì chúng ta hãy vô ăn ít vậy á. Cứ xài hết thì ăn tiếp, xài hết thì ăn tiếp. Đó, ăn ít thôi. Đó, đỡ mà nó bị hao phí anh em. Mát 2 tỷ là coi như là
Ví dụ anh em ăn 2 tỷ rưỡi là coi như xong rồi. 2 tỷ rưỡi là nó 20 rương. 20 rương là đồng 25 rương là 2 tỷ rưỡi. Thì coi như là xong rồi, đâu có còn ăn được nữa. Vứt coi chứ. Đó đó, đâu. 30 ngàn là 200 rương với 200 rương. Phải không? Hình như là vậy. Đầu á, nói chung là ăn là vừa đủ thôi, ăn vài trăm xài cũng được đó các bạn. Rồi xong ha, quay lại, à đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó đó, quà quy quá trời luôn đó, quỹ trưởng thành rồi đó nè, quỹ trưởng thành rất là nhiều này, hình như là 50 á, 5, 2, 4, 6, 5 triệu, 10 triệu, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 triệu kim cương hả? Đó. Trời ơi, chơi game đã phi như vậy rồi mà anh em còn khổ thiệt. Rồi giới hạn nữa nè hả? Đây event tiêu phí đâu nè, đó. Tướng nè, 130 đâu nè hả? Đó, rồi tờ rung tương lai Vegeta ma bư hóa nè hả? Đó, rồi đá rồi long vũ rồi rất là nhiều luôn. Quà trưởng thành nạp liên tục, shop di vật gì nè đó. Rồi qua 7 ngày, cái này server cũ S10 bao nhiêu à? S11 đó. Còn anh em nào chơi thì có thể qua server mới là S12 ha đó. Game free hết rồi, chúng ta vào chúng ta quẩy thôi ha. Đây, giữ gìn con game mà chơi được lâu dài ha. Giờ game đã hiếm rồi mà anh em cứ vậy hoài, hỏi sao có game chơi anh em. Thì khổ. Ok, đăng lên nè. Đi trời ơi. Tác giả tạo hình con Rolly nhìn đã ghê luôn các bạn. Nè, tạo hình là bây giờ người ta tạo hình như vậy nè, còn gì đâu mà những nhân vật kiếp rồi nó như que tâm mặt mày như nữ vậy thì chứ chán gì đâu. Nên nè, nên heo hít những nhân vật như vậy nè anh em. To cao vạm vỡ, ngày xưa có mấy cái game như là của PC đâu á. Ở những nhân vật nên nói hào hùng hoành tráng. Còn bây giờ mấy cái anime, trời ơi, ghiếc rồi, người teo tóp có chút xíu. Cái anime gì mới, không phải mới mà là nó của cái gì vậy, sao đánh hoài có một chỗ vậy ba. Còn thế giới phép thuật á, Black Clover gì đó. Đó. Nhân vật chính giờ là bự lên rồi đó các bạn. Đó, kiểu kiểu vậy đó. Trời đụng má nó bóp kìa. Trời ơi. Wow thiệt. Ok, rồi. Thôi anh em nào có chơi thì tải về. Link em sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Ok. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt. Bye bye.